Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp trước địa giới, cho đây là địa giới này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước thủy hỏa phong không thức giới, cho đây là thủy hỏa phong không thức giới này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp trước vô minh, cho đây là vô minh này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ ưu não, cho đây là hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp trước bố thí ba la mật đa, cho đây là bố thí ba la mật đa này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cho đây là tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp trước pháp không nội, cho đây là pháp không nội này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cho đây là pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp trước chơn như, cho đây là chơn như này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cho đây là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp trước thánh đế khổ, cho đây là thánh đế khổ này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước thánh đế tập diệt đạo, cho đây là thánh đế tập diệt đạo, thánh đế tập diệt đạo này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp trước bốn tịnh lự, cho đây là bốn tịnh lự này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước bốn vô lượng bốn định vô sắc, cho đây là bốn vô lượng bốn định vô sắc, bốn vô lượng bốn định vô sắc này thuộc kia.